ngày 20 tháng Giêng năm 1900, toàn quyền Đông Dương quân Đu Me ký nghị định thành lập Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp. Đây là đơn vị nghiên cứu, khai quật khảo cổ trên toàn bán đảo Đông Dương, giúp thực dân Pháp hiểu sâu hơn về xã hội và văn hóa của xứ bản địa. Từ đó làm cơ sở cho công cuộc cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương. Ngài Phi Nô, ngài phải về Hà Nội gấp. Ngài toàn quyền Pôn Đu Me cho gọi ngài ạ. Sao vậy? Ngài có biết là chuyện gì không? Có lẽ là vì việc thành lập Viện Viễn Đông Bắc Cổ ở Đông Dương đây mà. Ồ, thì ra là vậy. Với tôi thì đây quả là một tin tốt đó. Việc thành cổ Hà Nội bị phá hủy mấy năm trước khiến tôi rất tiếc nuối. Tôi đến quá chậm để cứu được những phần đặc sắc, nhất là cổng thành. Nó là lịch sử gắn bó với nơi đây và sẽ làm đẹp cho các khu xây dựng mới của thành phố. Dạ, những di tích ấy lẽ ra phải được bảo tồn. Dạo này phái đoàn khảo cổ học thường trực tại Đông Dương do ông đứng đầu vẫn hoạt động tốt chứ? Dạ phải, thưa ngài toàn quyền. Sau 2 năm thành lập, phái đoàn đã làm tốt việc thống kê, bảo quản di sản văn hóa Đông Dương. Tốt lắm. Vậy thì từ nay, tổ chức của ông được đổi tên thành Viện Viễn Đông Bắc Cổ. Từ lâu, người Pháp đã quan tâm đến phương Đông. Viện của ông có nhiệm vụ tìm hiểu về nông nghiệp, lịch sử, ngôn ngữ, khảo cổ, dân tộc, mỹ thuật, dân tộc học nơi đây. Toàn quyền cứ yên tâm. 2 năm qua, các nhà khoa học đã làm việc rất nghiêm túc. Sau khi tìm hiểu về vùng đất này, họ cũng đã bị lôi cuốn và mong muốn có nhiều cơ hội được nghiên cứu kỹ hơn nữa. Các ông không chỉ có nhiệm vụ khảo cứu về lịch sử, ngôn ngữ, khảo cổ của các nước Đông Dương, mà các nước thuộc khu vực Viễn Đông như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản cũng cần được tìm hiểu và nghiên cứu. Xin nhớ cho, phải hiểu về họ thì chúng ta mới có thể dùng những biện pháp thật hiệu quả vào công cuộc cai trị được. Vâng, tôi đã hiểu rồi ạ. Tôi sẽ mời những nhà khoa học xuất sắc nhất, tâm huyết nhất về làm việc ở viện. May quá, đã tìm được mọi người rồi. Cô hãy xem kìa, chúng tôi đã tìm được một số công cụ đồ đá nằm chung với xương người cổ. Có thể chúng đang chứa đựng cả một nền văn hóa xa xưa. Hay quá, chúng ta cùng những thành viên của Viện Viễn Đông Bắc Cổ đã thực hiện nhiều khảo sát và khai quật ở Đông Dương. Lần này nhất định sẽ tạo nên công trình gây tiếng vang mạnh mẽ và có giá trị cho khoa học. Đúng vậy, thật may vì tôi đã có cô, một cộng sự đắc lực để cùng nghiên cứu khảo cổ học tiền sử nơi đây. Chúng ta đi thôi. Được thành lập với mục đích khai thác thuộc địa, nhưng những hoạt động nghiên cứu bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của các nước Đông Dương đã khiến Viện Viễn Đông Bắc Cổ trở thành một trong những cơ sở cho việc hình thành và phát triển khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam sau này.